Vâng, dòng thứ hai trong C4 tỷ số tạm thời là 0-1 rồi. Hy vọng vòng quân bài nó quay trở lại nào. Vâng, bây giờ thậm chí bên kia vậy thứ lại quay về bộ 3. Thứ lại quay về bộ 3. Vâng, phô. Bên kia nghe nào có xe thì phải. Vâng, Roman và cho son. Vâng. Roman cho son, bên nhà phô cũng như là còn khá dễ thi đấu khác. Alo bằng tâm sự đêm khuya à? Và mọi người không biết là mọi người tâm sự đêm khuya cái chuyện gì mọi người nhỉ? Vâng, đêm rồi mọi người tâm sự đêm khuya. Một cái chuyên mục mà ngày trước cũng hay xem. Chỉnh lại mic, không biết mic có vấn đề gì mọi người nhỉ? Ở mic có rẻ hay không? Hay là dường như mic đang gặp trục trặc gì hay răng? Vâng, bài Alonso đang có bầu đầu đưa về rất sớm. Thấy thêm bãi quả. Vâng, chết rất gọn gàng cho bầu năm này. Cực kỳ gọn gàng. Xin chào Văn Điệp nhá, HL HLBLV. Vâng, HLBV thì em biết, còn HLBV khả năng là hai bình luận viên rồi. Hai bình luận viên. Có biết từng mic có vấn đề gì không mọi người nhỉ? Thì mang bên này là 22-28 cũng có một voi đưa về. Đang phải cắt dân ra nên biểu tượng này của con Phương là kiểu bằng Roman và cho son. Có thêm bảy quả bởi vì rất nhiều đoàn cho chị mang rồi. Ok anh Văn Điệp, em hiểu rồi. Vâng, em đang áp sở video vì vậy thì vừa nãy thì một tình huống mà em không nói gì cả, khả năng anh em ấy tưởng hiểu nhầm sang mic bị hỏng. Tôi đang tìm cái đường dẫn video, cũng áp nốt một số video trước. Bởi cũng biết được rằng mạng No1 thì rất yếu rồi, chúng ta cố gắng áp khoảng tầm 3 video trước. Vẫn đang còn voi cho Simang có thể đưa về. Đây là một chiếc ghép gần đôi. Vâng, mang gió 2% quan trọng đồ ăn của mang đã đủ. Bên kia Hùng đang cái rất to. Hãy cùng chuyển qua máy Alonso một chút. Số đợt này gặp Phorizan. Vâng, lượng gỗ đang dồn lên rất nhanh rồi.
đang ép mắc binh bãi quả này thì có bài Forjan lên đây kiểu tròn lực thôi. Xô vẫn đang muốn đi tìm thêm cho mình con voi. Vâng, vẫn là bài kích dòng 10 thôi, và sẽ đóng ép ăn vàng. Trận này quân đối phương là kiểu cho Son Roman hai chém xong trận này. Vâng, mic hơi rẻ. Không biết anh Tuấn Bùi có chuẩn hay không? Bởi hiện tại thì bên support anh nó vẫn báo về, và bộ phận kỹ thuật support vẫn đang báo về nó vẫn đang rất ổn. Đấy, gặp màu 3 game thủ Xuân Thứ trong bài này, thứ trận này gặp cho Son thôi. Và mình nghĩ rằng Sô sẽ biết cách cân lại cho Son này. Vâng, thứ đang vác dân lên sẵn sàng ô bãi vàng. Nhưng bài này chỉ cần chúng ta có bánh xe thôi thì cho Son nhận phê. Vâng, phải cơ cấu lực làm sao mà lên được cái bánh xe chuẩn. Vâng, vàng đang bo kín. Vâng, không sao cả, vâng, khối chúng ta thừa. Vâng, chúng ta nhà chả thiếu gì ngoài gỗ, đang trong chân kìa, trong chân kìa rồi, em xịt. Vâng, em xịt. Vâng, do thứ đang vác về bảo kê, nhưng con dân này xác suất cao nó phải nằm xuống. Tuyệt vời. Một tình huống thứ đang phế trước tình huống công P của mình, công B và công A. Mình đoán là nhà bè từ xuống thứ thôi. Vâng, kích bành xe. Đặt dấu xâm hết dành cho bài cho Son này với ý định ôm bom lên nhà của Vân Trang. Thậm chí thứ đang không từ bỏ ý định dâng lên. Tiếp tục cắt dân lên nhưng lạc đà sắp có. Một BG dày ra ruộng. Sẽ chỉ cắt 2 ăn vàng. Không, thứ đang đen ra. Từng này lượng vàng đã đủ, vâng, thứ vẫn đang chưa từ bỏ ý định mà công P lên, à công A lên. Bánh xe đã có nhưng nhà này mình cam đoan với anh em sẽ xong ra được là vậy em ơi. Em ơi. Vâng, nhà khuya ở phố hàng vẫy và những pha vẫy của Hoàng Dồn vẫn đang cực kỳ đỏ. Thứ vẫn đang chảy cối những tên này thì bằng chưa bánh xe à. Bằng một bài chắc chắn yếu hơn Xuân Thứ rồi. Bài một bài cặp do Son đang phí rất nhiều đồ. Và mọi người, cái em nói to vậy chắc là mọi người chúng ta nói chung giảm cái tiếng volume xuống thì em nghĩ rằng sẽ ok hơn, bởi vì truyền thống của gia đình em ăn to nói lớn gắm sâu vào máu rồi. Một bia gõ ra bên này mang liệu rằng cố gắng mà cân lại với ông bài cầm Roman của TT hay không, mà dù với chất quân hơi khó chúng ta vẫn còn hy vọng. Bài TT đang bài mình cảm giác đang khung nhà thì phải ra rất nhiều ruộng, đang tạt sang Xuân Thứ Button. Đây sẽ là bí thủ. Vâng, bây con thông thường của Anso có chảy. Nhiệm vụ là giải quyết những con là P. Quay trở lại Son là đang rất khỏe, 32-68. Vâng. Roman sẽ đoạn và chuyển sang sóc những con sọc đơn. Còn Anso sẽ bàn có cung giờ đi bán P lên giáp trong giờ như cần thiết, còn những con y của chim măng sẽ người giải quyết bằng so tôn tham. Bằng măng bên này đang là 27-56, như vậy 16 đang chuyển dần sang sóc những con sọc đơn rồi, nhưng sọc đơn gặp y. Vâng, giờ này xô đánh kiểu và có cung giờ có giáp đi. Bằng cung giờ có giáp phải lên giáp cho con giờ bán p là được. Số tham 35, màu sáu đang chuyển dần sang con dọc đơn rồi, nhưng phải tìm được xem nhà P của TT đang ở đâu, những con P TT đang ở đâu thôi, bởi vì những con dọc giấy này thì nó không có cửa thì đấu trực con y. Vâng, đảo máy liên tục, vâng, mang ra 29. Tạm thời thì mình nghĩ rằng Sô cứ nên giết hẳn thằng ba đi cũng được, cái bài nó mất nhiều lực ôm bom rồi, tránh kiểu bằng đêm dài lắm mộng. Một y gõ ra thừa sức để cho chỉ mang đỡ nhà. Và nếu như có công P thì những con chém sẽ đơn vị mà sẽ được cắt cửa ra để thiêu vào những con P. Và sau khi đối phương phủ hết mana thì những con y sẽ có xuất sinh ra trận lên giáp cho y. Quay trở lại Sô, là Sô đang là bài 1L2 ra rất đều. Có P từ bỏ dấu đây rồi, giáp đã có cho cùng giờ bằng rất hay. Còn P đang chưa có máu, chưa có công nghệ máu cho TT và nó đang phải nằm xuống hai con dân. Thô đang bắt bài màu 6 rất tốt. Đoán được ý đồ của TT đang muốn công P sang nhà Zimang khi bài Zimang đánh y.
Ở nhà bầu 3 cũng đang có pê thủ, nhưng là cung giờ tầm này đang rất nhiều, thậm chí lên luôn giáp 4 cũng được rồi ạ. Trận này thì quan trọng cầm cung giờ đi bắn phù là được, còn những cơ đi của Xí Mang thì sẽ giải quyết. Còn tìm những con pê và giết pê là xong. Còn giết xong pê thì đặc đá thiêu vào sẽ xô vào van gà tuần này. Đây ngựa chẹp nó không có cửa cho chúng con đặc đá, quan trọng những nhà pê thôi. Hai nhà pê thủ từ xuống từ, nhưng cung giờ Phonizan đã là giáp 2 đang rất đông mặt này. Còn để ý những tờ này, để ý những tờ chúng ta giết phục trước thứ đang có rất nhiều dân lúc nhúc. Cái tầm này chỉ là chúng ta có khoảng tầm 4 con đập đôi ekip khoảng Roman thôi, có pê. Giờ lên hơi muộn cho quy định phải, và hai con đã phải đổi màu. Đây là một pha đầu quân mà chúng ta sẵn sàng chơi, nhưng mà đà đang kẹp cùng với cả cung giờ. Lên luôn giáp 4 cho cung giờ cũng được, không sao, lực khỏe lên giáp 4 cũng ok thôi. Xô đang muốn tăng những nhà BA tiếp theo. Chết tầng 3 là chết tôi, Xi Măng bên này tham 27. Có lẽ là thì Xi Măng tích y thôi. Xi Măng tích y. Và chờ xô sang. Xô cảm thấy giáp 4 cho cung giờ luôn cũng được xô ạ. Nó ưu tiên, thực ra ưu tiên cung giờ thôi. Còn những con sọc đơn thì y của Xi Măng sẽ người lo liệu hết. Măng đang chuyển dần vì thế anh chắc nhà. Sau những thời điểm đầu tiên bằng phiêu bạt giang hồ, tha hương cầu thực. Thì thời điểm này Xi Măng đang trở về quê hương và làm ăn nên ổn, đóng góp cho sự phát triển của sự quê hương quê nhà. Số tam 47 có pê giờ này, còn cẩn thận Roman sẽ tạt. Kìa, nó tạt ở nhà kìa, khoanh chuộng lùi vào chốt e vào và thổi. Còn phố hoàng đậy, phố hoàng vẫy thì chính xác hơn, và một con chém đã đổi màu. Còn tiếp tục công về nhà thứ có pê giờ này bằng những pha công pê kẹp cung giờ nó quá chất lượng. Cái con giò giòn này nó không có gì giải nữa cả. Cẩn thận nhà ngoài sáu đang sổ vào, toàn sọc đơn thôi. Ở nhà vẫn đang còn hai con lạc đà trong nhà kéo ra thi đấu, tên này vẫn đỡ nhà thôi. Và mình nghĩ rằng thì xô nên phải lên một chút giáp 4 dành cho những con cung giờ, những pha ép sát bằng giết pê nó là hợp lý hơn. Ông thứ tiếp tục thổi, nhưng đây rất đông cung giờ rồi. Màu sáu đang thiêu những con sọc đơn vào những con lạc đà, kích luôn giáp 4 cho cung giờ rất chuẩn bài. Còn cung A không đánh, anh em nghĩ gì nhỉ? Chiến thuật anh em bảo là cung A trận này thì xin thưa với anh em mà Xi Măng đánh y thì chúng ta không đánh cung A làm gì cả mọi người ạ. Vâng, Xi Măng có y rồi thì chúng ta dốc kiểu trông giờ đi bán P là xong rồi mọi người, đúng không nhỉ? Đó, mọi người đồng ý với quan điểm của em hay không? Chúng ta đừng buông những lời kiểu nó cay đắng khi chúng ta chưa nhìn rõ thế trận game thủ chúng ta đánh. Vâng, cung A trong thời điểm mà cho son vẫn đang khỏe và Roman vẫn đang chắc nhà thì nó khác gì sự tự sát anh em nhỉ, đúng mọi người? Vâng, nếu như chuyển cung A thì Xi Măng sẽ bị công P chết chết chắc luôn. Chuyển ngoài không sang nữa, nhìn nhanh thời điểm đầu thì 16 đất công P Xi Măng chết. Anh em đưa ra những nhận xét cảm giác chúng ta quan điểm vẫn đang có những lời lẽ đang hơi nặng nề thì phải. Vâng, đây mang nào nó về đang chơi chết nhà 16 bằng loạn nhà rồi. Hai con P xong và Xuân Tư đã đi sai. Vâng, có những nhà bi mà nhiều anh em khán giả chúng ta vẫn đang cảm giác anh em hơi ngây thơ. Không sao cả, chúng ta mọi người cũng biết thì em cũng giải thích rất rõ rồi. Hy vọng sau những lời giải thích vừa rồi thì mọi người chúng ta sẽ đồng tình với quan điểm cũng như cái chiến thuật mà em thủ chúng ta đưa ra, đúng không mọi người? Và một điều trong C4 mà chúng ta cùng đến với trận đấu bản lề sau C4 này thôi.